Hôm nay ngày 2 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 9. Buổi sáng các đại biểu thảo luận về đầu tư công, kế hoạch tài chính quốc gia và dây trả nợ công 5 năm, cũng như tình hình thu chi, phân bổ ngân sách tại hội trường. Buổi chiều các đại biểu thảo luận tại tổ dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong buổi sáng, các đại biểu cho ý kiến đối với đầu tư công, kế hoạch tài chính quốc gia và dây trả nợ công 5 năm, cũng như tình hình thu chi, phân bổ ngân sách. Các đại biểu đề nghị cần có giải pháp đột phá phát huy vai trò của thành phần kinh tế nhà nước, cần giải pháp hoàn thiện hệ thống đường sắt quốc gia, tăng cường hơn nữa công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng bộ chi để thực hiện các dự án đầu tư công có tác động lớn, cân đối hài hòa nguồn thu cho chính quyền địa phương, cần khơi thông những ách tắc tồn động trong hoàn thuế giá trị gia tăng, tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, theo báo cáo của Chính phủ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 năm 2023 đạt 51,38% kế hoạch, trong khi chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 43 hết hiệu lực vào cuối tháng 12 năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản thông báo đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chủ động triển khai các giải pháp, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn bảo đảm đến cuối tháng 12 năm 2023, giải ngân hết phần vốn này. Đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188 km, kết nối từ Châu Đốc tỉnh An Giang đến cảng Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, với tổng mức đầu tư là 44.691 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần và giao cho 4 tỉnh, thành phố làm cơ quan chủ quản triển khai đầu tư. Dự án kết nối các vùng, các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, được kỳ vọng là một trong 6 tuyến cao tốc góp phần rất lớn làm thay đổi đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, do năm 2022 và năm 2023 là hai năm đặc biệt trong việc giải ngân vốn đầu tư công của cả nhiệm kỳ 2021-2025 cũng như các nhiệm kỳ trước kể từ khi thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Do chương trình xây dựng trong thời gian rất gấp để đáp ứng yêu cầu đặt ra là phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nên gói tài khoá này có quy mô nguồn lực rất lớn, nhiều chính sách giải pháp chưa từng có tiền lệ, lần đầu tiên được nghiên cứu triển khai, vừa nhằm đẩy vốn nhanh ra thị trường, ra nền kinh tế để hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, vừa gắn với yêu cầu triển khai hiệu quả đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng. Vốn đầu tư công thường được giải ngân rất mạnh trong quý tư, cao hơn rất nhiều so với bình quân 3 quý đầu năm. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đã có nhiều tín hiệu tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công. Điển hình là trong thời gian qua, một số tuyến giao thông trọng điểm đã được khởi công. Tháng 6 năm 2023, thì Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Sau đó, Thủ tướng đã tiếp tục dự hàng loạt lễ khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm như là cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh và Sóc Trăng vào giữa tháng 6 năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đồng tình cao với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu và các đại biểu đã phát biểu trước. Các địa phương trong đó có Sóc Trăng được Quốc hội, Chính phủ quan tâm vốn, bố trí vốn để có điều kiện thực hiện các dự án giao thông trọng điểm là điều hết sức trân trọng và rất cảm ơn. Mặc dù các địa phương và tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên cũng có những lý do bất khả kháng nên rất mong Quốc hội xem xét kéo dài nguồn tăng thu 2021 cho các tuyến đường, các tuyến giao thông quan trọng không thu hồi, trong đó có cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng rất quan trọng, cần bố trí vốn để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, nếu không sẽ kéo dài thời gian bố trí lại và phát sinh thêm thủ tục. Buổi chiều, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Mục tiêu sửa đổi luật nhằm đảm bảo an sinh xã hội của người dân dựa trên quyền con người, sửa đổi căn bản các vướng mắc bất cập từ thực tiễn, mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Bổ sung thêm một khoản quy định thứ tự hạch toán tiền đóng vào các quỹ bảo hiểm thành phần đối với trường hợp đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội không kịp thời. Bởi vì trên thực tế thì nhiều trường hợp người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội không kịp thời, tuy nhiên là không có quy định thứ tự hạch toán số thu tiền đóng vào từng quỹ bảo hiểm xã hội.
Nếu như không có quy định cụ thể thì đề nghị chúng tôi cũng đề nghị bổ sung vào cái luật đó là giao cho chính phủ quy định cụ thể trường hợp này. Ngày mai 3 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi, sau khi nghe Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.